Đống mã tấu này chính là hung khí mà hai băng nhóm dùng thanh toán nhau trong vụ hỗn chiến diễn ra chiều 8 tháng 8 năm 2020. Theo điều tra ban đầu, giữa Hoàng Quốc Đạt, thường gọi là Đạt Cáo, 31 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có mâu thuẫn với Nguyễn Bá Kỳ, 25 tuổi, ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Chiều 8 tháng 8, Đạt cùng với anh trai là Phạm Quốc Huy huy động khoảng 20 người, mang theo hung khí là mã tấu, tuyếp sắt, đi trên 5 ô tô kéo về Xuân Đông tìm kỳ để xử lý. Khi biết thông tin, Kỳ cũng kêu gọi lực lượng gần ngang bằng tổ chức ăn nhậu tại nhà Kỳ để chờ nhóm của Đạt. Khi gặp nhau, hai băng nhóm đã lao vào hỗn chiến khiến người dân khiếp sợ, vùng quê náo loạn. Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp 9 người tham gia vụ hỗn chiến này. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục truy bắt hàng chục người liên quan khác.